Nay like của mình sẽ hỗ trợ cho tàu hải Việt ta và cập vào cảng quốc tế Vĩnh Tân các bạn. Các bạn hôm nay mình sẽ hỗ trợ cho tàu hải Việt chị ta cập cảng quốc tế Vĩnh Tân để nhận hàng các bạn. Hôm nay một buổi sáng trời nhẹ gió ha, không có sóng các bạn. Bạn nhìn thấy hôm nay im như mặt hồ luôn. Này là những cái ngày mà kia là kêu chuẩn bị giao mùa nữa các bạn. Cho nên là biển êm ha. Ngày chuẩn bị trong một cái năm bạn đã bị lỗi. Đây là Yeah.
số vô thu dây bóp lại cho nó đừng có giặt nhiều. Lái tốt hoàn toàn. Chào
Xin chào.